Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tôn vinh quân đội nhân dân Việt Nam, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, không chỉ trong chiến tranh mà trong cuộc sống đời thường, đông đảo cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhận và tham gia thực hiện nhiều công việc cụ thể thiết thực để xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở tại địa phương. Đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa trong xây dựng nông thôn mới là một ví dụ. Cựu chiến binh Thiệu Canh Thê ở thôn Thiệu Xá 2, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, luôn học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ qua việc tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế tại địa phương. Với tính cần cù, chịu khó, ông Thê đã biến gần 1 hectare đất hoang hóa xỉnh lầy thành vườn cây ăn quả, tạo thu nhập cho gia đình. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Đông Tiến, ông đã gương mẫu hiến trên 570 m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông nông thôn. Thấy gia đình ông hiến đất diện tích lớn, các hộ dân trong xóm đã nhanh chóng hưởng ứng, tháo dỡ tường rào, bàn ra mặt bằng để nới rộng tuyến đường liên xã, trước đây chỉ hơn 4 m, lên tới 9 m. Được cái chủ trương đó thì bản thân mình làm gương, rồi vận động tuyên truyền nhân dân, mở sao được con đường rộng, thì trước hết là tạo cái điều kiện đi lại cho nhân dân, cho bà con cũng như là các cháu nó đi học, hai nữa là để giao thương cái hàng hóa, trao đổi được thuận tiện. Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ trong hội cựu chiến binh xã Đông Tiến. Trong 2 năm qua, 335 hội viên cựu chiến binh xã đã hiến hơn 5.200 m2 đất cùng nhiều công trình tài sản trên đất để mở rộng đường. Từ sự đi đầu của cựu chiến binh trong hiến đất mở đường giao thông đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong nhân dân địa phương. Nhân dân xã Đông Tiến đã hiến 18.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chính vì cái làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền cho nên nhân dân và hội viên hiểu được cái quyền lợi và cái hưởng thụ của mình, cho nên là khi vận động đi đến đâu thì nhân dân hưởng ứng đến đó, cho nên là các cái tuyến đường của chúng tôi là hầu như là không gặp khó khăn khi hiến đất. Hiện nay thì riêng các cái tuyến đường của chúng tôi là hiện nay là từ 4m đến 7m rưỡi là chúng tôi đã nâng cấp đến hơn 10 cây số về cái đường giao thông nông thôn, đã nhựa hóa rồi bê tông hóa là đến nay là cũng cơ bản. Trong những năm gần đây, Hội cựu chiến binh huyện Đông Sơn đã chủ động đăng ký tham gia thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn và an ninh trật tự. Năm 2023, các cấp hội cựu chiến binh huyện Đông Sơn đã tự nguyện thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân hiến trên 30,8 nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông. Trong đó, riêng cán bộ hội viên cựu chiến binh đã hiến gần 11 nghìn mét vuông đất và xây dựng được 15,7 km tường rào thoáng. Các cấp hội cựu chiến binh huyện Đông Sơn đã phối hợp với lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư, duy trì hoạt động của 16 tổ cựu chiến binh tham gia gìn giữ trật tự an toàn giao thông với 90 hội viên tham gia. Đạt được cái kết quả này thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà tổ chức thực hiện thì trước tiên là cái công tác tuyên truyền đặt lên hàng đầu. Và cái thứ hai nữa là cái gương mẫu của hội viên. Cái thứ ba nữa là vận động nhân dân. Từ chỗ mà hội viên gương mẫu tuyên truyền vận động được nhân dân thì nhân dân đó là đồng thuận cao trong cái việc đó là hiến đất, hiến công trình. Cho nên là có những gia đình là hiến đất là dỡ cả đốc nhà để như vậy là làm đường giao thông. Rồi là có những gia đình là hiến đất đến gần 600 mét vuông là đất nông nghiệp, đất thổ cư. Cựu chiến binh Đỗ Văn Kết, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 3 xã Bái Chảnh, huyện Như Xuân, là người dành nhiều tâm huyết cho phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Kết đã không quản mưa nắng đến nhà từng người dân trong thôn để tuyên truyền vận động, giúp mọi người hiểu rõ những lợi ích khi xây dựng nông thôn mới, từ đó cùng nhau góp công, góp sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với tôi là với cái phong cách của anh bộ đội Cụ Hồ, miệng nói tay làm chứ không có đứng chỉ tay năm ngón, mà vừa nói lại ít nhưng làm thì nhiều hơn để bà con nhân dân người ta cùng đồng bộ thực hiện cùng với mình. Cái thứ ba
là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới là cá nhân là phải là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là tài chính kinh tế của nhân dân là phải tập thể quyết định. Hai nữa là công khai kịp thời, bà quân phấn khởi, và từ đó các cái công cuộc tiếp theo sau nữa là bà quân cũng rất đồng tình và ủng hộ. Nhà văn hóa thôn 3 của xã Bái Chảnh được xây dựng khang trang với số tiền hơn 870 triệu đồng, đều do người dân trong thôn tự nguyện đóng góp. Chính sự đồng thuận trong nhân dân đã giúp cho thôn 3 nhanh chóng về đích nông thôn mới và năm 2003 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là thành quả rất đáng tự hào của nhân dân thôn 3, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cựu chiến binh Đỗ Văn Kết trong huy động được sức dân để phục vụ cho dân. Cựu chiến binh Đỗ Văn Kết và rất nhiều cựu chiến binh khác bằng tâm huyết, trách nhiệm đã thể hiện được vai trò của người cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới. Nhà một trong những hội viên đi đầu trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới phải kể đến là cựu chiến binh trong xã nhà. Với tinh thần đấy thì rất nhiều cựu chiến binh mặc dù đã trải qua chiến trường, thương binh tàn tật nhưng mà cũng đóng góp vừa công sức vừa tiền của để ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Cụ thể thì tí nữa các anh các chị có thể là thăm thôn 3, có những hộ là đóng 12-13 triệu đồng với hội viên hội cựu chiến binh để tham gia xây dựng nông thôn mới. Và bình quân mỗi hộ chúng tôi vừa xây dựng thôn mới kiểu mẫu xong của thôn 3 là 3,8 triệu trên một nhân khẩu để xây dựng nông thôn mới. Thì đấy chính là cái ý nghĩa vai trò rất quan trọng trong cái công cuộc vận động nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới của xã nhà, và chúng tôi sẽ cố gắng năm nay sẽ hoàn thành cái việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xác định mục tiêu nhận một việc do cấp ủy giao hoặc đăng ký với chính quyền địa phương thực hiện một tiêu chí nông thôn mới cụ thể và tổ chức thực hiện với nhiều cách làm riêng. Đến nay, toàn xã đã có hàng chục nghìn gia đình cựu chiến binh tham gia hiến đất với diện tích trên 892.000 m², đóng góp hơn 10 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, hè phố, làm nhà văn hóa, khu thể thao. Các cấp hội đã thành lập được 220 câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm với 2.227 hội viên tham gia. Nhiều phần việc do cựu chiến binh đảm nhận như đoạn đường cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trồng và chăm sóc hàng cây cựu chiến binh, xây dựng cột cờ, tủ sách pháp luật nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, v.v. đã góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, gia đình các cựu chiến binh đã phát triển 17 sản phẩm ô cốp. Ban chấp hành hội viên các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực làm tham mưu cho cấp ủy và chính quyền, nhận một việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh phải tích cực gương mẫu, học tập, rèn luyện và tham gia vào các hoạt động của địa phương. Và tăng cường hơn nữa cái công tác phối hợp để cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể phấn đấu thực hiện đúng cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới và cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh đã giúp tỉnh Thanh Hóa đạt được những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện, 363 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 452 sản phẩm ô cốp được công nhận. Để cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu đến hết năm 2025, cả tỉnh có 17 huyện đạt huyện nông thôn mới, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25% số xã đạt nông thôn mới nâng cao và 8% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Các cấp hội cựu chiến binh sẽ tiếp tục lựa chọn, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả những phần việc cụ thể, phù hợp. Từ đó góp phần tạo sức lan tỏa để mọi người, mọi nhà cùng chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới văn minh và đáng sống.